Chúa theo Thánh Gioan, chương 21, câu 15 đến câu 19. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến ba lần: "Con có yêu mến thầy không?" Lời mời gọi nơi người lãnh đạo của Chúa chính là tình yêu. Chúa Giêsu cũng không hỏi ông Phêrô: "Con đã có chìa khóa lãnh đạo cao cấp chưa? Hay con có bằng cấp gì? Tốt nghiệp trường đại học nào chưa?" Xong, Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Con yêu mến thầy, thì hãy chăm sóc chiên của thầy." Chúa Giêsu quan niệm về lãnh đạo là yêu thương, là phục vụ. Đối với những người lãnh đạo, không phải là thao tác bắt người ta làm theo ý mình, song bằng tình yêu giúp nhau thực hiện ý Chúa. Vì thế, khi Phêrô cảm nghiệm được tình thương của Chúa đối với ông và của ông đối với Chúa là tình thương xóa bỏ hận thù, xóa bỏ mọi lỗi lầm xưa, điều đó đã đưa ông trở lại sống trong tình yêu của Chúa và thi hành vai trò thủ lãnh bằng chính tình thương cao đẹp ấy. Anh em yêu mến thầy thì hãy chăm sóc chiên của thầy. Lời mời gọi ấy không những nhằm vào hàng giáo sĩ mà còn là lời mời gọi đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm liên đới với vận mệnh phần rỗi của anh chị em mình, về phần sự chăm sóc, nuôi nấng và đưa anh chị em về đoàn chiên, gìn giữ họ an toàn trong đức tin. Là Kitô hữu, trong vai trò làm cha mẹ, là anh chị em thân thuộc, là người lãnh đạo một hội đoàn, người giáo dục, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm yêu thương, chăm sóc anh chị em của mình. Hãy vì yêu mến Chúa mà làm phần sự chăm sóc và yêu tha nhân, tức là làm việc tông đồ truyền bá tin mừng và làm cho mọi người nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết yêu Chúa và yêu mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con luôn có trái tim như Chúa, để chúng con đối xử tốt với nhau trong thân ái, yêu thương và kính trọng, để nhờ những dấu chứng yêu thương mà chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.